cái ngày đấy mình còn không đủ tiền để đi lộp học, không đủ tiền lộp học và còn phải hứa hẹn với thầy là 2 hôm nữa là đủ tiền để đi chạy xe ôm ấy. Về vẫn còn chạy trên xe ôm là 2 hôm nữa đủ tiền sẽ nộp tiền học cho thầy. Thì sau khi học về là có đơn từ một người mức lương 5-70 triệu. Sau khi học về học thầy về thì hiện nay thì mức lương của em dao động từ 70 triệu đến 300 triệu một tháng. Ngày em tiếp khách này, ngày em báo giá khách này, tối em sản xuất đến 3-4 giờ sáng. Cái ngày đấy em duy trì cái công việc của mình để cho nó tồn tại được, nó sống được trên cái thị trường là em phải làm hầu như làm tất. Em chỉ thuê mỗi một bạn thiết kế là ngày thiết kế xong là đến 6 giờ bạn ấy về, còn đâu hầu như là mọi việc còn lại em làm tất. Có những ngày em làm đến 2-3 giờ sáng ngủ, sáng hôm sau lại vẫn dậy quét dọn nhà cửa làm từ A đến Z. Thì là hôm nay là em thật có cái dịp là em đi học lại thầy lần thứ hai và em chào thầy. Vâng. Chào mọi người học viên của thầy khóa K565 đang ngồi ở đây. Thì hôm nay đến với thầy thì trước tiên là em xin phép cảm ơn thầy. Dạ. Em cảm ơn những cái lợi ích mà thầy đã mang đến cho em và mang đến cho những học viên xung quanh. Vâng. Vâng. Thì để chia sẻ câu chuyện cá nhân của bản thân em với thầy, với mọi người ở đây thì thực ra là phải kể câu chuyện từ cách đây hơn 1 năm trước. Gần 2 năm rồi. Thì là ngày đầu tiên em quyết định là không chạy Google nữa mà đi học Facebook của thầy Hạnh để về làm tiếp tục cái công việc của mình. Bởi vì cái thời điểm đấy là em chạy Facebook lỗ. Chạy Google và... bị lỗ chứ. À, chạy Google bị lỗ. Chạy Google bị lỗ và không có khả năng chi trả cho mặt bằng và nhân viên. Đấy, và em cũng có tìm hiểu một số phương án. Thì có cách chạy trên Facebook thì em cũng tìm hiểu qua nhiều video và thời gian suy nghĩ đã quyết định là học khoa học Facebook của thầy của cái năm đấy. Thì chia sẻ thật với mọi người là cái ngày đấy mình còn không đủ tiền để đi lộp học, không đủ tiền lộp học và còn phải hứa hẹn với thầy là 2 hôm nữa là đủ tiền để đi chạy xe ôm ấy. Về vẫn còn chạy trên xe ôm là 2 hôm nữa đủ tiền sẽ nộp tiền học cho thầy để đi học cái khóa ngày đấy. Thì sau khi học thầy về học cả 2 level luôn, học 2 level xong luôn thì sau khi học về là có đơn mà thậm chí là còn làm sản xuất không kịp. Vâng. Chạy một thời gian còn phải dừng không chạy để sản xuất cho kịp hàng. Thì rất là may mắn, xong rồi công việc nó cứ tiếp diễn gần 2 năm nay nó rất là thuận lợi và em cũng đã có những cái thành quả nhất định. Đấy. Và không phải mua nhà mà là em đã có điều kiện để đón vợ con lên ở cùng, để gần, để tiếp tục công việc của mình và được gần con cái. Đấy, và có khả năng chi trả gia đình từ một người mức lương 5-70 triệu. Sau khi học thầy về thì hiện nay thì mức lương của em dao động từ 70 triệu đến 300 triệu một tháng. 70 triệu, 300 triệu. Có những cái tháng gần Tết vừa rồi em làm 300 triệu một tháng. Còn trung bình thì là 70 triệu, 80 triệu. Đấy là trừ hết chi phí gia đình chi tiêu đi rồi. Bởi vì em cũng chưa lên được cái bảng bài toán kinh doanh của mình, nhưng mà em chỉ biết được rằng là cái cuối cùng là mỗi tháng mình nhận về được bao tiền. Rồi. Thì là hôm nay là em có cái dịp là em đi học lại thầy lần thứ hai. Vâng. Đấy, và vừa rồi em. Vâng. Em cũng đặc khí thêm quá sale của thầy. Đấy. Để mấy đứa học tiếp. Và cũng có một số lời khuyên với mọi người là mọi người lên áp dụng và lên thực hành chính xác như những gì thầy dạy thì sẽ có kết quả. Mình dám chắc là sẽ có kết quả. Quan trọng kết quả tốt hay không tốt nó lại phụ thuộc vào cái khả năng tư duy của mọi người nữa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có kết quả nếu mà các bạn mà thật tâm với cái việc mình đang làm, bỏ phần trăm. Bởi vì em chia sẻ với các anh thật sự là cái ngày đấy, ngày em tiếp khách này, ngày em báo giá khách này, tối em sản xuất đến 3-4 giờ sáng. Cái ngày đấy em duy trì cái công việc của mình để cho nó tồn tại được, nó sống được trên cái thị trường là em phải làm hầu như làm tất. Em chỉ thuê mỗi một bạn thiết kế là ngày thiết kế xong là đến 6 giờ bạn ấy về, còn đâu hầu như là mọi việc còn lại em làm tất. Có những ngày em làm đến 2-3 giờ sáng ngủ, sáng hôm sau lại vẫn dậy quét dọn nhà cửa làm từ A đến Z.
thì mới có cái thành công ngày hôm nay. Và đấy, vừa rồi là em có đầu tư khoảng độ hơn 1 tỷ tiền máy móc về cơ sở. Em chia sẻ thật, em có đầu tư hơn 1 tỷ tiền máy móc về cơ sở của em. Và bây giờ em đang xây dựng một cái đội ngũ nó tròn trịa hơn, nó đầy đủ các nhân viên, rồi các đội sale, rồi đội thiết kế, rồi đội sản xuất riêng. Thì em sẽ lại đi làm những cái việc khác đấy, chứ lại không bám sâu vào đấy nữa. Đấy, thì là em chia sẻ cái góc nhỏ này để feedback với thầy, để thay lời cảm ơn. Vâng. Thay lời cảm ơn thầy đã hỗ trợ, rồi thầy đã trao kiến thức cho em. Dạ vâng. Bắt tay thầy nhá. Dạ vâng. 2 năm về trước. Dạ vâng. Cảm ơn anh.